Chào các bác nhé. Rất nhiều bác quan tâm đến cái khu vườn cây thuốc của Quân. Thì hôm nay Quân làm một video ghi lại những phần việc mà trong năm vừa qua đã làm được đối với khu vườn bảo tồn những cây thuốc quý của Quân. Đây là cái bờ tường để làm hàng rào ạ. Sau này sẽ làm dây thép gai ở đây. Đấy, quá nhìn này. Đá rất là nhiều. Rất nhiều đá. Bên kia đó khá nhiều. Nói chung là phải xây đá nhà lên để sau này cái mùa nước lũ dâng lên thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cây thuốc. Đây là rất là gần cái vùng sông suối. Các bạn bước vào đây là những cái luống trồng cây thuốc của nó đang ươm trồng. Đây là những cây thuốc bản địa này. Đây, những cây thuốc bản địa. Còn những cái luống thẳng như này là Quân dự định sẽ trồng sâm, các loại sâm quý. Đây. Thì đang làm luống này. Một số thì Quân đã cho gieo rồi. Chỗ mà có rơm rạ này là Quân đã cho gieo rồi. Đây. Khu vực bên này thì cũng là những cây thuốc bản địa. Đây. Đây, cái vùng đỏ bên kia. Bên này là khu vực trồng cây hồi đầu thảo. Bên này là cây tướng quân này. Đấy, nhìn khu vực rộng này thôi, cây thuốc rất là thưa, nhưng thực ra là khá nhiều những cây thuốc cũng đã trồng rồi. Đây là cây sở này. Đây là cây na rừng này. Đấy, na rừng này. Đấy. Đây là cây các bác có nhận ra cây gì không ạ? Cây này một cái cây thuốc chữa bệnh ngoài da. Đấy. Bây giờ hạt thì nó đã chín rồi, quả chín rồi, đang có hạt xuống. Cây này gọi là cây muồng trâu, mùa đông nó sẽ lụi đi. Đấy. Cây sở đây. Đấy. Đây là cây cam đường canh, năm nay có một quả đây, có một quả duy nhất đã chín, nhưng mà Quân không chăm được cây ăn quả, do vậy là cây trông rất là còi cọc. Bên này là khu vực nhà điều hành và bên kia là nhà kho, kho xưởng sẽ là khu vực này. Rồi Quân sẽ đổ bê tông khu vực này để làm cái nơi để phơi phóng các loại dược liệu. Cái cây nào mà cần phải sấy thì sẽ cho vào lò sấy, cây nào chỉ cần phơi thôi là sẽ phơi khu vực này. Nhà điều hành đây các bác, nhà điều hành rộng tất cả toàn bộ cả nhà điều hành và kho thì hơn 200 m2 kho xưởng. Luống Quân đã gieo một số loại cây, như cây này đang lên các bạn nhìn thế này thôi, nhưng mà toàn bộ đã gieo trồng hết rồi, có một số cây đã đang lên rồi các bạn này, đâm chồi này. Hoàng tinh các bạn. Đây, đang lên chồi. Bên này là khu vực để phân hữu cơ. Cái bao phân này. Bên kia đó các bạn. Quân đã gom, thu gom rất nhiều phân để sang bắt đầu mùa xuân thì sẽ cho bón và vun sới lại toàn bộ. Đấy. Cái khu vực trồng sâm và trồng những cây thuốc bản địa. Bên này đây các bác có thể nhận ra một số loại cây Quân đã từng giới thiệu cho các bác ở trên thảo dược.net rồi. Đấy. Cây viết dụ, cây bưởi bung, cây mần tưới, cây thanh táo. Đấy. Cây bông đỏ.
nhìn là thưa, ít cây nhưng mà khi đếm số đầu cây ra thì rất là nhiều. Bên này cũng là những cây thuốc bản địa các bạn. Cây đơn lá đỏ này, nhưng mà cây này chắc là không sống được nữa. Mùa đông nó rét, khô, không có nước, nó rụng lá rồi. Như đây cũng là đơn lá đỏ các bác này. Mùa đông nó rụng lá, bây giờ đang ra chồi đây. Cây này còn vừa mới trồng cách đây khoảng độ 2 tháng thôi. Rất may cây này đã sống này. Các bác biết cây gì không? Đây là đương quy, sâm đương quy. Đu đủ rừng đây ạ. Đấy. Chữa bệnh gan, gan xoa. Cây khổ sâm. Đây nữa. Đây là cây sẻn gai các bạn. À xin lỗi các bác. Đúng rồi, đây cây sẻn gai, có gai này, sẻn gai. Cây còn bé rồi, Quân xít nhầm sang một loại cây khác. Đây là cây thông thảo đây. Cây thông thảo, cây này đánh rất là khó, trồng rất là khó các bạn. Cây này thì là Quân đã di thực ở vùng Tây Bắc về. Hai cây, rất may là đã sống. Cây này trồng thực sự là rất là khó sống, bởi vì nó ưa khí hậu lạnh, vùng lạnh và độ cao như là ở vùng Lào Cai, Hà Giang. Thực chất đây là cây thông thảo, một cây thuốc rất quen thuộc của người Trung Quốc. Và Quân đã di thực được về vườn bảo tồn cây thuốc của Quân. Đây cây sói rừng các bạn. Cây chè thói sói rừng này. Khả năng cây này cũng sống. Đấy, có những cái thân nó vẫn còn tươi. Các bác nhìn xem toàn bộ cái bờ này Quân phải kè bằng đá các bạn, đá hộc, tốn rất nhiều công cũng như là vật liệu, công sức bỏ ra rất là nhiều. Kè những cái hàng kè đá như này phải mất khoảng 200 mét chiều dài xung quanh cái khu đất của Quân, cả bờ suối đó. Cái chỗ thấp nhất thì cũng khoảng 1 mét, còn cái chỗ sâu nhất là khoảng hơn 2 mét. Cái lượng đá hộc và cái lượng vật liệu bỏ ra để xây dựng được cái khu đất và cái bờ tường rào này rất là nhiều. Đấy, các bác nhìn xem bên này, xung quanh khu vườn của Quân là Quân 100% kè bằng đá này, đá hộc, để mùa nước lũ nó sẽ không bị xói mòn. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu thêm những cây thuốc Quân đã trồng ở khu vực vườn Quân. Các bác nhận ra cái này cái gì không ạ? Đây chính là cây xuyên tâm liên các bạn. Đấy. Quân đã từng giới thiệu trên thảo dược.net. Công dụng của nó rất là hay. Chữa bệnh đường ruột này. Đấy, một cái loại kháng sinh tự nhiên này. Một số nghiên cứu còn phát hiện ra rằng cây này tốt cho bệnh COVID đấy ạ, COVID, virus COVID đấy ạ, rồi thậm chí cả HIV, cái này rất là tốt, huyết dụ này, đây là cây mía thuốc, đấy, mía thuốc, Quân cũng đã giới thiệu hết rồi, huyết dụ lá đỏ này, huyết dụ lá xanh này, đấy. Một loạt dọc cái bờ này là Quân trồng những cây thuốc bản địa, còn bên trong này là trồng loại sâm. Nhà điều hành bên kia. Rất mong là các bác quan tâm ủng hộ đến vườn thuốc Quân. Khi nào mà có thời gian mời các bác hãy đến tham quan. Quân cũng đang tiếp tục thu thập các loại cây thuốc quý ở mọi miền Tổ quốc về để trồng tại khu vườn này. Cũng là một nơi để các bác giao lưu, học hỏi và chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm những cái cây thuốc quý, những bài thuốc hay để phục vụ cho tất cả mọi người. Bên này là đây là cây khế chua các bạn.
lại gốc cái khế chua. Cũng rất may đã sống, đang đâm chồi khá là nhiều. Đây là cây bấn trắng. Bấn trắng nhưng loại này là loại đỏ quá nhá. Đây này. Không phải là loại xanh. Đấy. Mò hoa trắng đấy ạ. Đấy. Đây là loại thân đỏ. Loại này quý hơn, hiếm hơn và tốt hơn. Còn đây là cái lối vào. Lối vào cái vườn thuốc này của Quân thì lại phải qua một cái con suối. Như các bác đang xem ấy, à, phương tiện nó đi lại đây chính là cái đường tỉnh lộ 243. Tỉnh lộ 243 này nó xuất phát ở huyện Bắc Sơn, thì trung tâm thị trấn ở khu vực phía bên này. Đấy, và theo đường tỉnh lộ này thì sẽ sang được huyện Hữu Lũng và sang được tỉnh Bắc Giang. Thì từ đường tỉnh lộ 243 này vào cái khu đất của Quân này thì nó phải qua một con suối. Đấy, và đây là cây cầu mà Quân đã xin chính quyền địa phương cấp phép để xây dựng cái cầu này để mình có thể là vào được cái khu đất này. Thì khu đất này đây các bác nhìn, có những cái chỗ Quân phải kè khá là sâu, hơn 2 mét. Đấy, kè đá này xung quanh này các bác, tổng chiều dài nó hơn 200 mét là kè đá, rất là tốn kém. Nên là thời gian vừa rồi Quân không ra được nhiều video, một phần là do phải tập trung ở khu vườn này để chỉ đạo mọi người công nhân làm theo cái ý định của mình. Đấy, còn rất nhiều những cây thuốc nữa các bác này. Đấy, các bác có nhớ cái này gì không ạ? Cây bạch hạc, kiến cò đấy ạ, kiến cò bạch hạc này chính là cây này. Đây là cây gối hạc. Đấy, gối hạc. Đây là cây xả măn. Mùa đông này cây này nó, vừa rồi nó có một trận sương muối làm táp hết lá, và Quân cũng vừa chuyển nó từ vị trí bên này, bên trái này sang bên này, nên là cây nó chững lại, nó bị táp lá. Đây cây đơn lá đỏ đây, cây ngũ sa mì chân chim đây, còn khá nhiều những cây thuốc khác. Thời gian vừa rồi Quân bận việc ở khu vườn. Đấy, nên là hôm nay công việc nó vẫn chưa được hoàn thành, nhưng mà cũng là cái dịp Tết mọi người nghỉ, nên là Quân có thời gian để quay lại những hình ảnh để cho bác xem, để các bác biết được cái tiến độ công việc như thế nào. Đấy, nhà cái video trước đây cách khoảng 4 tháng thì Quân giới thiệu với bác cái khu này là làm nhà này, làm kho xưởng này, thì bây giờ đã có nhà điều hành, đã có kho xưởng. Khu vực này để phơi cây thuốc, khu vực này để trồng cây thuốc, bên này nữa cũng là tôn đất lên để trồng cây thuốc. Tất cả ở khu vực này toàn là để trồng cây thuốc hết các bạn. Đấy. Mong muốn của Quân là sẽ có một điểm thu thập được nhiều những cái cây thuốc quý đây, để chúng ta bảo tồn nguồn gen thuốc bản địa của chúng ta, và cũng là một nơi để các bác đến tham quan, chúng ta cùng trao đổi, cùng học hỏi, cùng góp phần xây dựng phát triển cái nghề thuốc nam, cũng như là những cái nguồn dược liệu cho quê hương mình. Công trình thì đang dần hoàn thành các bác nhé, rất mong các bác ủng hộ, tiếp tục ủng hộ Quân. Và các bác có những câu hỏi nào liên quan đến thảo dược thì hãy để lại bình luận xuống phía dưới. Các bác có những cái cây thuốc nào hay ở vùng bản địa các bác, ở miền Nam, rồi miền Trung, miền Bắc, mọi miền khu vực các bác sống mà có những cây thuốc hay, các bác hãy cho Quân biết, Quân sẽ vào để di thực nó về, đến tận nơi di thực về. Hoặc nếu không có thời gian, không có điều kiện thì
Quân sẽ nhờ các bác chuyển những cái thuốc đó về đây để Quân trồng tại khu vườn này. Đấy là cái mong mỏi của Quân các bác nhé. Và nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, Quân xin gửi tới lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác, những người đã đồng hành cùng Quân trên Thảo Dược .net. Chúc các bác một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều những dự định cho bản thân mình. Và chúng ta sẽ cùng nhau bằng mọi sức lực và tinh thần có thể để quyết tâm hoàn thành thắng lợi được những dự định của mình đặt ra trong năm mới 2023 này. Một lần nữa xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.